Xin chào quý khán giả Kheo TV, Trần Việt tóm lược vài tin nổi bật của chính trường Mỹ đăng trên diễn đàn trái chiều ngày thứ Bảy 4 tháng 5 năm 2019, Kheo Rồi TV thực hiện. Thứ nhất, chuyện dài báo cáo Mueller khi công bố Mueller báo cáo Tổng thống Trump vô tội, phe Dân Chủ và Tổng thống Dân Chủ chứng hững và bối rối tìm cách cứu vãn tình thế. Trong suốt mấy tuần qua, câu chuyện thông đồng với Nga hoàn toàn biến mất như từ hồi nào chưa đến bao giờ có vấn đề này và ông Mueller được bổ nhiệm để điều tra về chuyện trời ơi đất hỡi nào đó không phải là điều tra về việc thông đồng với Nga tìm cách lái qua về đề tài khác. Đầu tiên, câu chuyện chuyển qua việc Tổng thống Trump cản trở công lý khi sa thải giám đốc FBI, nhưng qua câu chuyện khó nhai vì công bố Mueller làm đúng theo luật xác nhận Tổng thống Trump trong việc sa thải ông Comey đã làm hoàn toàn theo đúng lực và đúng quyền hạn. Bây giờ, báo phe tả Washington Post xì ra một lá thư của ông Mueller gửi riêng cho ông Bộ trưởng Tư pháp Bo tỏ ra ý lo ngại việc bốn trang tóm lược của ông Bo có thể đã không nói lên hết ý nghĩa của như toàn bộ câu chuyện chỉ biết là ông Mueller không hề viết và tóm lược của, của ông Bo sai sự thật, mà chỉ nói là đại khái quá ngắn gọn, không trình bày đầy đủ hoàn cảnh. Đây là cách ông Mueller khoác áo giáp để đỡ những tấn công của khoe dân chủ, nhưng chẳng có ý nghĩa gì hết. Bộ trưởng Tư pháp Ông Bo, William Bo cho biết đang xúc tiến việc điều tra nguyên nhân về xuất xứ của công tố ông, việc tố ông Trump thông đồng với Nga đồng thời truy xét lại vai trò cụ thể của FBI và Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Obama, xem họ đã làm gì để cản việc Nga càng dự phá rối bầu cử, và nhất là họ đã tiến hành cuộc điều tra như thế nào về các vụ email của bà Hillary và vụ xin trác tòa FISA để theo dõi ủy ban vận động của ông Trump. Đây mới là lý do chính phe tả đang đánh ông bò, đánh phủ đầu để hạ uy tín của ông ta. Nếu cách chức ông được thì càng tốt. Để chặn cuộc điều tra của ông về những hành động của chính quyền Obama. Hôm thứ Năm vừa qua, ông bò từ chối không ra điều trần trước Hạ viện vì Hạ viện muốn mang luật sư chuyên môn đến chất vấn ông bộ trưởng là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử quốc hội. CNN đã xác nhận chuyện này chỉ có dân biểu mới có quyền chất vấn chưa bao giờ có chuyện luật sư ngoài cuộc chất vấn trực tiếp tuy nhiên thực tế luật sư thường vẽ câu hỏi cho các nghị sĩ hiển nhiên các dân biểu dân chủ biết mình dẫu dốt luật không đủ khả năng bắt bẻ ông bò dân biểu nadler chủ tịch ủy ban Tư pháp hạ viện đã cho triệu tập buổi họp mặc dù không có ông bò. Tại bàn ông bò, ông Nedler cho để tượng một con gà, ý chê ông bà nhát gan. Người Việt mình nói nhát như thỏ, người Mỹ coi gà là biểu tượng của nhát gan. Một dân biểu khác, ông Cohen, mang nguyên một hộp con gà rán ngồi gặm, ý muốn nói đang nhai con gà bò ngay cả phe ta cũng phải lắc đầu CNN công kích việc ông Nadler đã biến hạ viện thành rạp xiếc trong khi danh hài Kimmo than phiền những trò mần tuồng rẻ tiền này bảo đảm Trump sẽ tái đắc cử. Điều đáng nói là hình như năm tới cuộc vận động tranh cử tổng thống của phe dân chủ sẽ chỉ xoáy vào điều tra lung tung trong khi chẳng có sách lược kinh bang tế thế nào trình làng ngoại trừ những hòa cáp hảo quyền thứ hai truyền thông dân chủ càng ngày càng mất uy tín theo một nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu Pew tỷ lệ dân Mỹ ủng hộ và tin tưởng truyền thông đã rớt từ 40% năm 2010 xuống còn 27% ngày nay tức là trong 10 người chưa tới 3 người tin Tổng thống Dân Chủ. Cơ quan thăm dò Gallup cũng cho thấy hậu thuẫn cho truyền thông đã rớt 70% trong những năm qua, kể cả ngay một nửa khối cử tri Dân Chủ cũng mất tin tưởng. Nạn nhân lớn nhất cũng chính là đài truyền hình chống Trump mạnh nhất là CNN. Đài này từ đài TV đứng hạng nhất bây giờ đã tuột xuống hạng 6. Sau Fox News, MSNBC và đào đớn thầy sao luôn cả các đài vỡ vẩn như Home and Garden, Discovery và Food Network. Theo nhà báo lãnh lão thành Joe Koskin, Tổng thống Dân Chủ đã mất tính cách thông tin trung thực từ lâu rồi, bây giờ đã biến thành tiếng nói của các phe phái, phe bảo thủ thì ít, phe cấp tiến chiếm đại đa số tuyệt đối. Tình mới nhất về Tổng thống Dân Chủ, Đài truyền hình bc đã bị anh học sinh tại trường Covington kiện đòi bồi thường 275 triệu về tội mạ lị phỉ bán anh ta trong vụ công kích anh đã miệt thị một cụ dân da đỏ và kỳ thị. Đây là cơ quan truyền thông thứ ba bị anh này kiện với số tiền sắp xỉ ngàn nhau xào báo Washington Post và CNN thứ ba trong tái đắc cử. Ngoài nhà báo John Freheri đã phân tích và khẳng định Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tái đắc cử vì nằm lý do. Diễn đàn trái chiều xin viết lại để quý độc giả suy luận. Thứ nhất, kinh tế đang phát triển mạnh. Trong lịch sử cận đại đã có hai tổng thống thất cử khi ra tranh cử lại Tổng thống Carter và Tổng thống Bush cả hai đều thất cử vì khủng hoảng kinh tế, còn lại đều tái đắc cử hết. Tuổi tiền là yếu tố quan trọng nhất cho các cử tri đi bầu tổng thống. Tin mới nhất, trong tháng tư qua đã có thêm 263.000 job mới, tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất từ năm 1969, tỷ lệ thất nghiệp trong các khối phụ nữ, dân gốc Nam Mỹ, dân da đen đều đạt những kỷ lục thấp nhất trong khi các chỉ số chứng khoán Dow Jones, Nasdaq và S&P cũng đạt kỷ lục mới. Thứ hai, khối cử tri nòng cốt base. Tất cả thăm dò đều cho thấy khối cử tri này của tổng thống Trump vẫn còn nguyên vẹn, vẫn hậu thuẫn ông tới mức trên 90%. Thứ ba, tiền dù sao tiền vẫn là yếu tố quan trọng trong các cuộc bầu bán ở Mỹ. Các tổng thống đương nhiệm luôn có ưu thế gây quỹ dễ dàng. Thứ tư về biên giới, chủ trương mở toàn cửa biên giới của khối dân chủ khó có thể được dân Mỹ nói chung chấp nhận. Chưa kể đòn thả di dân ra những vùng sanctuary law của Tổng thống Trump đã phơi bày rõ bộ mặt giả dối của các chính khách dân chủ. Chuyện di dân tràn qua biên giới đã trở thành khủng hoảng. Thật, các chính sách khách dân chủ và Tổng thống Dân Chủ từ mấy tuần này đã im re không dám bàn về chuyện di dân nữa. Thứ năm, đảng Dân Chủ, đảng đối lập cho đến nay đã chưa đưa ra được một bộ mặt sáng giá nào. Hai người dẫn đầu là hai ông già da trắng, Biden và Sanders, đều có quá nhiều hành trang và nhất là không hợp với những hình ảnh tiến bộ mới của đảng Dân Chủ là đảng của khối thiểu số da màu và phụ nữ, trong khi các ứng cử viên còn lại phần lớn đều có những chủ trương thiên tả quá xa với quần chúng Mỹ. Tình thứ tư, tối cao pháp viện sửa lưng California, tối cao pháp viện biểu quyết nhất trí chính trên không phán California phải tôn trọng hiến pháp liên bang về việc phạt các tội dân sự trong giới hạn vừa phải. California là tiểu bang có vẻ thiếu tiền nên thường trừng phạt những tội dân sự như vi phạm luật giao thông chẳng hạn một cách cực nặng nề kiểu như phạt tiền rất cao tịch thu tài sản theo tcpv việc phạt tiền trong giới hạn nào đó được hiến pháp bảo vệ trong khuôn khổ chung là bảo vệ tự do của dân không để chính quyền tiểu bang tự ý giới hạn quyền sự tự do hay tự ý cướp đoạt tài sản của dân đây là một đòn dáng nặng lên cách ngôi tiền dân của tiểu bang xã nghĩa california tất cả bốn thẩm phán cấp tiến đều bỏ phiếu đồng ý với khiếu nại của chính quyền trump trump lại thắng trân trọng kính chào trần việt carolina tv